Chào các bạn. Bữa giờ mình nghĩ các bạn, mình mới làm ruộng. Mình làm những công việc đồng áng khi mỗi khi nó tới cái mùa xả lúa các bạn. Và hôm nay mình đi rừng tiếp. Mình tìm những cây hải châu. Mà không biết hải châu hay châu chấu mày. Anh đi mà đào hết á, mình đi tìm châu chấu á. Đi thưa. Hả? Tiền. Thì cái giờ lên rỡ mà rỡ lên cây mà. Ô, anh em họ đào hết luôn các bạn. Mình đi tìm thứ cái cây nào sót lại. Cây này có cái đọt nhắn nhắn bên trời này. Đấy, cây trúc đẹp quá. Đây, mình đi với thằng em các bạn. Đây, cây chút xíu bình công ty mà. Đấy. Ừ. Chút xíu xíu này. Anh em họ mớ đường họ đi mà gương quá. Đây mớ đường rõ ràng mà. Đỡ quá anh em họ đào, họ mở đường họ đi, mình đi theo đường các bạn. Mình đỡ mất phế mấy công vất vả. Nhưng mà bù lại là coi như khỏi mấy công đào luôn. Phế các bạn. Bọn anh em mở đường họ đào sập rồi. Họ mở đường đương nhiên họ phải đào sập. Thôi mình tiếp tục đi các bạn. Mình cố gắng mình đi xa hơn nữa. Mấy còn sót lại cây nào các bạn. Đi tiếp tục rút cái kéo ra. Bấm dọn đi tiếp. Đây các bạn, mình gặp anh em họ mới đào luôn này. Trời ơi, mới tinh luôn. Trời, anh em họ đào sạch hết rồi. Đây, còn cầm đây mà sao. Thôi, rồi đó anh qua đường đi, dùng đây không còn gì nữa đâu. Anh em họ đào, mới lắm. Mà đào sạch gớm. Trời, mới đào đào em quá. Mới đào ngày hôm qua. Thôi, mình đi kiếm chỗ khác các bạn. Chỗ đây không xem rồi. Anh em họ đào dữ quá. Không còn gì đó. Đi hai anh em đi hết nửa ngày các bạn. Mà anh em họ đào kỹ lắm. Không còn gì để mình kiếm nữa các bạn. Vui lắm. Đấy, thằng em mình đã đào một cây đồng con tay cái rồi. Đấy, nó đang đào các bạn. Còn mình nè. Thôi cũng kết bạn lắm nè. Không lắm được các bạn. Cái bận lắm rồi bỏ vào luôn. Giờ trồng cho vui các bạn. Đây, thẳng thẳng này. Còn nó. Tới giờ anh em mà đào hết rồi. Chú, mình đào được nó lên rồi các bạn. Chết cha. Cây dùng đây. Chú, cha cây dùng đây có cái đuôi tròn các bạn. Cái đuôi chuột to quá thành cái đuôi tròn rồi. Thôi. Cái bỏ bớt cái đuôi tròn các bạn. Lấy cái thân ra ngoài. Không còn đó. Giờ tầm bậy. Anh em họ đào kỹ quá. Mình còn kiếm ra gì được nữa đâu. Đây cái cây mình đã xem các bạn. Đấy. Thính. Chứ như cây trụ điện. Được coi. Còn cây thằng em mình đã đào rồi. Chứ ta kẹt trong lớp cây lấy ra được mới rỡ nhỏ nhỏ. Chứ kẹt không dài không? Thôi. Mẹ cha vô. Thôi rồi á. Vậy á. Không kiếm bậy giải quyết nó nói chứ không xong rồi ạ. Thôi, nó đào sao kỹ quá. Có biết đường qua không? Biết đường đi qua không? Đây các bạn, đây có một cây nữa đây. Hải châu. Nhỏ các bạn. Không thấy. Bên có cái tảng kem kem. Để mình xuống đây nữa thôi có gì các bạn. Chung cho anh em dùng đây ở đầu. Sạch sẽ rồi. Đào được cái đó chưa? Đào được cái đó chưa? Đào gì mà trong kín cũng còn các bạn. Ngoài trống cũng hết luôn. Cho ở đây đào trong kín cũng còn ngoài trống hết luôn mày. Ờ, ghê quá. Ở đó quăng xuống đây thử có cây nào nữa không hả? Chô, đi dăm cung các bạn. Cũng không có cây. Đây, cây này các bạn. Anh em họ đào hết rồi. Còn cái thính không ạ? Đấy, họ đào cái kìa. Cái lửa giờ bỏ thôi. Đấy. Hai cái chân rỡ.
họ bỏ chạy các bạn. Mình bây giờ chắc ở đây cũng khối tìm coi ạ. Mình tìm 7 cây rỡ chứ còn cái cây tìm không có nữa các bạn. Cái cây mà kem kem anh em họ đào hết á. Mình chắc đào rỡ rồi. Coi có cái rỡ nào ở dưới đất à. Đào bạn coi các bạn. Chứ còn cây đây nó cao. Mà cái tàn này. Mẹ cái tàn gì kia ta. Mà sẽ cao mà thấn dữ rồi. Chú. Dạ. Thấn quá. Thấy ra nên họ bỏ lại này các bạn. Chung vô gốc cây rồi tứ tung nữa chứ. Thôi, mình cũng đi tìm mà. Cái rỡ thôi các bạn. Chứ thứ đây là thôi. Cũng xem gì đâu. Ui dù. Đi bư thứ đây. Được cái rỡ nào không? Đây các bạn. Mình đi mối cái chân các bạn. Chỗ nó mệt lê lử. Mà không có cái gì các bạn. Đấy. Mối chân có rồi cái ghét này. Buồn quá. Cái mình làm cây trụ điện mình giác trà các bạn. Đấy. Đấy. Một cây trụ điện. Mời cha nó thấy ngon vô. Thôi vũ đất ra sẽ không đầu đỡ đó các bạn. Dính một cục đất ướt nữa. Đấy. Đi mối cây giò không có. Thì ta đào trụ điện các bạn. Không có cây công, mình đào cây thắng. Không, xuống đất à, dắt đi à. Rau các bạn. Xong ạ. Đấy. Một cái trụ điện được nhiêu rõ đó các bạn. Đây, 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 đây. Vũ đất hết luôn. Thằng em mình nó cũng buồn quá các bạn. Nó đi không có cái gì, cái nó cũng làm trụ điện luôn. Bữa nay anh em mình đào trụ điện rồi. Đây, cái đọt nó mình bó nó các bạn. Đây, đây, đây. Đọt của trụ điện đây. Đấy, hái châu trụ điện. Lá này này các bạn. Đó, đó, trụ điện cũng làm luôn. Ê, mày cũng làm cái trụ điện đâu, cái gãy rỡ lẫn đào em. Ngang. Ngang. Đào coi đâu, cái gãy rỡ lẫn đào chứ. Cứ trụ điện làm các bạn, vui quá. Đây các bạn, hồi nãy giờ, tới cả ngày này tới chiều các bạn, mà đào được có mấy cây trụ điện này. Chưa, đấy, mấy cây hái châu các bạn. Mời, cha, thôi ạ, bỏ chạy mất dép các bạn. Thôi mình làm một hai cái trụ điện mình xuống mình đi về chứ, không có nữa các bạn. Ở đây bây giờ mình mua men mình đi xuống dưới đây các bạn, xuống suối luôn. Cái dép đá kia mình không có qua đâu, không còn nữa đâu qua. Mình xuống tới suối kia là mình đi ra. Gẹp gì mình đào nữa các bạn. Còn gẹp thâu. Bó cho kỹ lại nghe em. Chứ đi đi ở cô mà. Xuống nó mít. Nó mít mướn được ở trong bây giờ đâu. Thôi thế anh em mình dọn đồ đi xuống các bạn. Đây các bạn. Trên đường đi xuống. Mình cây được một cây. Một cây rỡ các bạn. Đấy, một cái rỡ, lấy thân lấy rỡ các bạn. Đấy, thằng em mình nó làm cái nữa ra, ngầu quá này. Cứ vậy đi tới đầu kệ đó đó các bạn. Hết cái rồi. Trụ điện cũng kệ mà cái thỉnh quá, đào lấy cái rỡ. Đây, ra cái bó mía các bạn, hai coi như mía ấy. Như mây khúc khúc bỏ đây. Chưa, có cái bên kia vô, đưa anh bỏ cái đây vô luôn. Nói gì? Bỏ cái cây quan vô này, em mang theo cũng chê. Đây. Mày cài cài. Sao? Hai anh em mình đương cài nữa các bạn. Tiếp tục đi xuống. Gẹp đầu đào đây nó. Giờ hết cài rồi đào. Tam tam ba mươi. Mình đào tiếp một cái đây nữa các bạn. Cái đây. Hai thân. Chưa. Thôi đào bảy các bạn. Không còn nữa đâu. Rồi mình tiếp tục đào nữa thôi. Nhập cây nào cái mình đào cây nấy. Không có tha. Đào vui lắm các bạn. Đây các bạn. Mình đào xong rồi. Một gốc. Hai thân. Rồi, giải các bạn.
rừng núi còn từng này giống với con nữa rồi các bạn. Còn đó, còn sao hay vậy. Rồi mình được một cây nữa. Thôi để mình mang vô đi tiếp các bạn. Một cây hải châu, hai cái thân thính như trụ điện. Mà đào xem chưa? Đào cái đó xem chưa? Thì anh luồn luồn xuống suối đó. Đấy, bạch khe mình nó đào. Nó. Ok, đây cây là lớn. Đây, thằng em mình nó đào được một cây nữa các bạn. Chô, chà. Cũng thấy nghe cho mày. Cũng thấy. Hồi anh ẩn như cái vừa mất gió. Thôi cũng tạm được rồi. Vậy còn được đâu, bỏ vô quấn kéo lại không sợ. Hay mình nó kết lửa châu hải châu đây siêu siêu phàm lắm các bạn, nó kết là hết những cái rổ nhỏ đây đi nha, nó đỡ mấy cái rổ bự rồi, nó kết siêu phàm lắm, là rong rừng lặn núi hết chưa. Ở đây bó cái rổ lại, đến lại cho đây coi có cái gì đây nữa không. Cái đây cái gì đã vào cái chi đi cao đấy cả đó. Cái đường lên không phải đường lên nhà cái gì ta, cái tầm bảy, cái biết tên kêu cái tầm bảy à chưa. Dạ đi sao mà quá đường mòn Hồ Chí Minh trong đây mà biếu cây gậy nào còn chưa, nó mòn các kiểu các bạn, mòn gươm lắm, chỗ nào cũng mòn láng hết. Hả để mình dặn cho tôi coi vậy sao chứ. Đây cây trúc cái mặt cũng nhổ gốc lên rồi sao ngừa chứ. Thôi sao mòn cỡ đây thì không có cây gì còn nấu nữa các bạn, ngừa quá. Chà anh em thì dữ quá. Đây còn cây đây, một cây đi nữa các bạn. Cái này sao rồi hả, cái này không chơi. Đỡ nó lại các bạn. Đây có cây nhỏ xíu nữa này. Mà cây này tao đứng chơi cây đây chứ. Đỡ nó lại. Thôi chứ không thấy gì nữa các bạn. Anh em mình giờ phải đi ra xuống núi về thôi. Thôi video đi rừng à. Anh em mình là chuyến đi rừng, anh em mình xin kết thúc ở đây các bạn. Anh em mình bây giờ xuống núi. Chú, đây. Anh em ở đào trà này các bạn. Đấy, trà tự thở nào này, khô hết đây. Bé kêu rung 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 một hết à. Thôi.